Nhà sản xuất xe điện VinFast đã được thỏa thuận chia sẻ cổ phiếu với Yorkville trị giá lên tới 1 tỷ đô la. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 cho biết họ đã ký hợp đồng mua cổ phần lên tới 1 tỷ đô la với quỹ Yorkville Aspicer có trụ sở tại Hoa Kỳ khi quỹ này tìm cách cấp vốn để mở rộng thị trường ra nước ngoài. VinFast có quyền lựa chọn nhưng không có nghĩa vụ yêu cầu Yorkville đăng ký mua số cổ phiếu phổ thông trị giá lên tới 1 tỷ đô la của VinFast bất cứ lúc nào trong thời hạn của thỏa thuận, VinFast cho biết trong hồ sơ gửi cơ quan chứng khoán Hoa Kỳ. VinFast được thành lập và gần như hoàn toàn thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, đã có màn ra mắt ấn tượng trên Nasdaq vào giữa tháng 8 sau khi sắp nhập với một công ty kiểm tra chống. Nhà sản xuất ô tô này đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ đô la, cao hơn so với công ty cùng ngành của Hoa Kỳ là Ford vào ngày niêm yết, nhưng đã mất hơn 84% kể từ khi đóng cửa hôm thứ Tư. Cổ phiếu của VinFast được giao dịch ở mức 5,69 đô la cho mỗi cổ phiếu. Giám đốc tài chính của VinFast, David Masfield cho biết trong một tuyên bố, nguồn vốn cổ phần mới này cung cấp cho chúng tôi tùy chọn có giá trị và khả năng tiếp cận vốn để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải rút toàn bộ số tiền, nhưng giao dịch này phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là huy động vốn theo cơ hội, đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của chúng tôi theo thời gian. VinFast cho đến nay đã bán được khoảng 22.000 xe, hướng tới mục tiêu doanh số năm nay là 40 đến 50.000 chiếc. Mark Azzolo, người sáng lập và là chủ tịch của Yorkville cho biết, quỹ mong muốn được chứng kiến sự thành công liên tục của VinFast. Yorkville hai năm trước đã mua cổ phần trị giá lên tới 400 triệu đô la của nhà sản xuất xe điện Lordstown. VinFast gia nhập thị trường vào thời điểm giá xe điện đang chịu áp lực, dẫn đầu là việc cắt giảm sản lượng tại công ty dẫn đầu thị trường Tesla và hàng loạt công ty của Trung Quốc. Người sáng lập VinFast, Phạm Nhật Vượng, vẫn là người ủng hộ tài chính lớn nhất của hãng. Vào tháng 4, họ cho biết sẽ nhận được một đợt cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 triệu đô la cho sự phát triển trong tương lai, trong đó 1 tỷ đô la đến từ tài trợ cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng.